Rồi chào bác nhà mình nha, thì hôm nay lại tiếp tục lên xe nữa nha các bác ơi. Thì hôm nay là lên xe Kubota mà xong cũng không xu nha, gấu béo nha, máy về Hải Dương. Thì máy đã được bảo dưỡng cho ông anh mình hết rồi nha, chỉ việc là xuống đồng và xế thôi. Thì máy về Hải Dương nha, Kubota M600 nha, gấu béo nha. Thì con này là nguyên bản của nó là đi cái lam củi đầu và vỏ không béo nha, vì ông anh mình chuyên về ép lú cho nên đi lại cặp vỏ không nhỏ và bỏ cái lam củi đầu lại nha. Rồi nay trước khi lên xe, cửa hàng thử chế độ một cầu và hai cầu nha, hai cầu nó lên nhẹ nhàng luôn. Kubota M600 su máy về Hải Dương nha. Dòng này phân khúc là 60 mã lực, có trục bô luôn nha, trục bô còn gọi là turbo cho nên máy nổ rất là khỏe luôn. Rồi đây thử chế độ một cầu cho ông anh mình xem lại một lần nữa nè, chế độ một cầu gì nó sẽ bường cái bánh hoài luôn nha. Này này, chế độ một cầu này nó sẽ bường cái bánh hoài luôn. Rồi vô chế độ hai cầu là lên nhẹ nhàng luôn. Này mấy em thợ mình đang vô chế độ hai cầu nha, chế độ hai cầu là lên nhẹ nhàng luôn nha. Các bác nào mà cần cái dòng M600 su này hãy liên hệ trực tiếp cửa hàng nha. Và các dòng máy hát như là Kubota và Yamaha từ 26 mã lực cho đến 70 mã lực nha. Thử hắn cho ông anh mình nè, lốp bánh luôn nha. Địa chỉ cửa hàng là ốc Long Thành A, xã Long Hậu, huyện Đa Dung, tỉnh Đồng Tháp nha. Hotline là 033 8955 92 nha. Cửa hàng Nông Cơ Hưởng Phát. Rồi hôm nay đi cặp luôn nha anh em. Một con Kinh Mông Hải Dương, một con Quảng Bình nha. Con to này Kinh Mông Hải Dương ép luống hành nè, đá 040 đi Kinh Mông Hải Dương ép luống hành. Trở lại vô banh cái đầu đi ông thầy, banh cái đầu xe này mệt á. Rồi ông rút cái bô ra đây, về dẫn cái bô lên sát qua luôn. Bên đây sát luôn mới được. Ngay luôn. Quá trời vừa khích chiếc xe luôn anh em ơi. Thánh thằng ơi, tới khách tới nữa nè anh em ơi. Bữa nay lên 2 xe rồi, khách xuống tới nữa. Chắc này chắc bữa nay chắc 4 xe quá. Rồi anh em ơi, cửa hàng lên xe đó nha anh em. Rồi, ok, hello anh em rất nhiều nha. Rồi cảm ơn anh em nha.